quá nhiều sự lựa chọn nên là tụi em bị ngợp với anh, là mỗi thứ lấy chút lấy chút, cứ đầy ly luôn. Tại quán mình là có khoảng hơn 30 loại topping, thì mỗi ngày thì có thể là sẽ thay đổi liên tục cho khách. Thì những cái món như là chân trâu, thịt củ năng, thịt phô mai, pudding, khoai môn, những món đó là sẽ có mỗi ngày cho khách luôn. Còn lại là rau câu, các thứ thì mình sẽ thay đổi. Quán của mình là bán buffet chả sữa nựng và gạo tôm cuốn rau rừng, nói chung là về mấy cái món ăn vặt. Địa chỉ của mình là 25 Nguyễn Văn Nghi, phường 4, Gò Vấp. Mình hoạt động trà sữa thì từ 11 giờ trưa đến 10 giờ tối, còn gạo tôm thì mình bán từ khoảng 3 giờ trưa đến 10 giờ tối. Bán giá là 25.000 một ly, là trà sữa truyền thống, trà sữa Thái Xanh, sữa tươi đường đen, hồng trà. Còn mấy cái mà mình có mix vị vô thì mình sẽ là 28.000, thì cái giá đó là các bạn là được tự chọn topping thoải mái. Sau khi mà quán làm nước xong sẽ đưa đi nước cho các bạn, sau đó là các bạn tự múc topping, thích múc gì cũng được hết á, thích múc bao nhiêu một loại cũng được hết. Và sau đó là quán sẽ ép nắp, có khoảng 95% là tất cả là ở nhà làm. Có những cái thạch mà mình mua là do là các bạn cũng thích mấy cái thạch đó cho nên mình mới mua, thì nó tầm khoảng 2-3 loại thôi. Quán mình là khoảng 3 giờ chiều là sẽ có bán thêm đồ ăn. Đặc biệt là mình có món chảo tôm cuốn rau rừng 25k cho một phần là gồm có 5 cuốn, 5 miếng chảo tôm. Thì mình sẽ cuốn thành 5 cuốn, cuốn chung với rau rừng và chấm với nước chấm. Thì hiện tại là mình mới khai trương món này cho nên là mình sẽ khuyến mãi cho các bạn là mua 2 phần tặng 1 phần. Cái nước chấm thì nó có một cái hương vị rất là lạ, chắc chắn là các bạn trẻ thích, đó là nó sệt sệt và nó có vị béo được làm từ đậu phộng. Thì khi mà mình cuốn với lại chảo tôm mà mình cuốn với rau rừng, rau rừng thì mình sẽ cuốn với lá xá xị, lá cóc, dưa leo với lại xoài, thì khi mà chấm vô nó hòa quyện ăn nó rất là đã. Thì quán mình còn có thêm là xiên que thì quán mình có khoảng hơn 30 loại. Và đặc biệt đó là món là xiên que chiên nước mắm, tức là xiên que khi mà mình chiên xong á, mình sẽ xóc qua với lại mình chiên lại luôn với lại nước mắm, và có thêm rau muống vào thì ăn rất là ngon. Các loại xiên que của quán mình thì sẽ có giá là từ 5.000 đến 15.000 là tùy theo món. Và đặc biệt là mình chiên thêm nước mắm cho các bạn, xóc nước mắm thì tùy theo cái khẩu phần lớn hay nhỏ của các bạn thì mình chỉ tính thêm 5 cho đến 10 ngàn là phụ thu chiên nước mắm thôi. Thì ngoài ra thì mình có combo là 50, combo 100, thì cái combo đó là các bạn sẽ thích chọn cái món nào cũng được hết, thì quán sẽ chiên cho các bạn. Dạ, hai đứa em đến từ Bình Thạnh anh. Hôm nay mình có tới để mình gọi là món chảo tôm cuốn rau rừng nha. Thẩm mỹ thì mình thấy rất là đẹp á và trình bày rất là đầy đủ. Bên trong có tôm với lại rau rừng tôm á anh, nó hòa quyện chấm lại cái sốt đậu phộng này nè, rất là ngon. Em thấy rất là phù hợp với túi tiền của sinh viên của tụi em.